Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn giữ chương trình Cà Phê Sáng và theo dõi Như Huyền và Lê Thái vào sáng hôm nay, vào ngày thứ Bảy. Và quý vị mà chương trình thường thường chị thấy trên YouTube á, chị thấy trên YouTube mọi người cứ hỏi là chương trình chiếu vào lúc mấy giờ, thì thường thường là chiếu vào lúc 9:20 sáng. 9:20 vào kênh 14.9 hoặc là 14.2. Sorry quý vị. Và 14.2 đó là kênh hoặc là 56.10. Đó là hai cái kênh mà của KDOC với lại KPOM của đài Liên Xã TV. Và quý vị, chương trình của chúng tôi vẫn phát sóng liên tục hàng ngày từ thứ Bảy đến Chủ nhật, và quý vị có thể xem bất cứ giờ nào tất cả các chương trình của đài Liro Sài Gòn TV cùng với lại chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần. Được chiếu lại, chiếu luôn, chiếu tới trong vòng 2 ngày đó. Và quý vị có chờ đợi cái câu hỏi vào tuần ngày hôm nay không? Thì cái tuần này có một cái câu hỏi, mà câu hỏi này cũng không có đến nỗi khó máy, phải không Thái? Theo chị Như Huyền là dễ, thì đối với em là rất là dễ. Đối với quý vị chắc dễ hơn nữa, tại vì Như Huyền thấy cuối tuần nào quý vị cũng trả lời rất là đúng và trả lời nhanh nữa. Thì như đọc tiếng Anh trước, cái câu hỏi này là: Which international airline said this week it will begin to use more gender neutral passenger greetings? A, Air France. Could be là Japan Airlines. C, Emirates. And D, Singapore Airlines. Và cái tiếng Việt đó là: hãng hàng không quốc tế nào cho biết trong tuần này sẽ bắt đầu sử dụng lời chào hành khách và không phân biệt giới tính? Tức là thường thường là họ trả ladies or gentlemen, or họ trả lời là, thì kỳ này họ trả lời là everyone, tức là hello everyone, không có cần ladies or gentlemen hoặc là thưa ông, thưa bà gì hết. Thì cái hãng đó là Air France, Japan Airlines, Emirates, Singapore Airlines. Thì trong những cái câu nào, thì cái hãng nào họ đã thay đổi toàn bộ cái lời chào hỏi trong khách khi mà tất cả hành khách đi lên boarding? Chúng ta thấy rằng đây là một câu hỏi cũng rất là hay, cũng khá thú vị. Tại vì cái câu hỏi không phải là Như Huyền và Lê Thái đưa đến cho quý vị là chỉ là để mà đưa ra cho quý vị nghe và quý vị trả lời đâu. Mà thật sự là trong những cái câu hỏi mà của Như Huyền đưa đến cho quý vị cũng là những cái, nó có những cái nội dung ý nghĩa rất là sâu sắc. Mà chúng tôi cũng là một cái thông điệp mà muốn truyền tải đến cho quý vị khán giả xem đài cũng như xem chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần. Đây là một cái thông tin là chúng ta thấy rằng nó mang cái tính chất là có nghĩa là không bị kỳ thị giới tính và không bị kỳ thị về tất cả mọi cái mà nó liên quan đến cái đẳng cấp của một cái con người khi mà khi bước chân lên cái máy bay, đúng không chị? Tại vì mọi người thoải mái hơn. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà một cái lời chào giống như chị Như Huyền, em không biết là chị Như Huyền nghĩ như thế nào, nhưng mà cái chị mà cái câu mà ladies and gentlemen thật sự là nó dành cho những cái câu rất là lịch sự, là quý ông quý bà. Nhưng đôi lúc trên máy bay có những người ta rất là bình dân. Người ta không quen với những cái câu nói đó. Và chúng thấy ta thấy formal quá. Người ta thấy giống như trịnh trọng quá, nó không hợp với người ta. Và một số người ta cảm giác không thoải mái, thì người ta không thoải mái, người ta cũng đâu có nói đâu. Và đây là một cái hãng hàng không mà chúng ta thấy rằng cũng rất là hay, mà khi đưa ra một cái sáng kiến, một cái lời chào mà rất là phổ biến và rất là gần gũi cho tất cả các hành khách mà người ta tham gia trên cái chuyến bay, trên cái hãng hàng không mà họ sắp cất cánh, thì chúng ta không biết là cái hãng nào, thì quý vị tìm hiểu cái câu hỏi để mà trả lời trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần, hãng máy bay nào nha quý vị. Vậy theo như chị Như Huyền là chị Huyền nghĩ là hãng nào? Chị đặt câu hỏi là như Thái. Là chị biết rồi đúng không? Dạ, Lê Thái với chị chắc biết rồi phải không? Đúng rồi phải không? Lê Thái là chưa biết nha, cái này là không biết rồi. Thật sự là... Dạ, Lê Thái cũng phải về tìm hiểu. Em cũng phải về tìm hiểu. Thật sự là thưa quý vị, những cái news mà chúng tôi tìm ra trong cái chương trình Cà Phê Sáng, thật sự là hai chị em cũng phải thảo luận rất là nhiều để mà đưa ra những cái news hay nhất và đưa đến cho cộng đồng, đưa đến cho quý vị khán giả. Trong đó chúng tôi cũng xáo trộn rất là nhiều tin về đời sống, khoa học, kỹ thuật, về animals, về những cái chuyện tình cảm, hay là về cái trong gia đình, hay trong vấn đề
về sức khỏe, làm đẹp hay trong vấn đề tất cả mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Thành ra chúng tôi không phân biệt là cái tin đó, cái news đó là của ở một đất nước nào. Ở đất nước Việt Nam chúng tôi cũng đưa tin, ở Mỹ chúng tôi đưa tin, ở Úc, ở Canada, ở Anh, tất cả mọi nơi trên thế giới mà có những cái thông tin hay thì Như Huyền và Lê Thái vẫn muốn đưa đến cho quý vị. Và chúng tôi không phân biệt ở một quốc gia nào cả. Và chúng tôi cũng mong muốn là cái chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Như Huyền và Lê Thái là một cái chương trình rất là thoải mái và gửi đến cho quý vị những cái thông tin thật là hay và relax. Vào ngày cuối tuần. Lê Thái thường là đưa tới cho quý vị những cái nụ cười nữa vào cái ngày cho vào ngày cuối tuần và ngày chủ nhật. Thậm chí chị Như Huyền biết không, đến nỗi mà cái áo, cái quần mà khi mà mình lên show thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất là kỹ càng chọn lựa để cho lên cho nó tươi mát, cho nó tươi trẻ. Và đôi khi có những cái ý kiến trái chiều mà Lê Thái và Như Huyền vẫn ghi nhận những cái ý kiến của quý vị khán giả, nhưng mà thật sự là cái show của chúng ta là hoàn toàn là thoải mái, thoải mái và trẻ trung. Thành là Lê Thái và Như Huyền cũng rất là mong quý vị vẫn tiếp tục đồng hành và theo dõi chương trình và đón nhận chúng tôi ở trong những cái chương trình Cà phê sáng cuối tuần thoải mái và vui vẻ, thưa quý vị. Và chị Như Huyền này, bỏ qua câu hỏi của mình đi để cho quý vị khán giả tự tìm hiểu. Thì có bao giờ mà chị Như Huyền có đặt câu hỏi là những cái nhà du hành vũ trụ, những cái nhà mà người ta làm công việc mà không gian ở NASA chẳng hạn, thì người ta ở trên đó cái vấn đề mà vệ sinh tiêu tiểu của người ta như thế nào hay không? Nhưng cũng có nhiều câu hỏi như vậy. Rất là nhiều người không phải chị Như Huyền đâu. Phải xây toilet rồi, bathroom, shower rồi. Đôi khi chúng ta có những cái câu hỏi mà nó nằm ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không thể nào chúng ta tìm hiểu và chúng ta đào sâu. Và chỉ có khi nào là trong cái cơ quan hàng không vũ trụ NASA người ta đưa ra những thông tin đó thì chúng ta mới biết được thôi. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, Lê Thái sẽ đưa đến quý vị một cái thông tin rất là thú vị mà hầu như là không phải một mình Lê Thái thắc mắc, chị Như Huyền thắc mắc, mà hầu như là rất là nhiều vị khán giả thắc mắc, là tất cả các nhà du hành vũ trụ, người ta làm việc trên cái cơ quan hàng không, người ta làm ở trên vũ trụ, ở ngoài trái đất, thì người ta vấn đề người ta tiêu tiểu vệ sinh như thế nào và cái nhà vệ sinh của người ta như thế nào. Thì ngày hôm nay Lê Thái sẽ đưa đến cho quý vị một cái thông tin rất là thú vị. Kính thưa quý vị, đó là một cái toilet trị giá là 23 triệu Mỹ Kim vận hành vào vũ trụ vào ngày 29 tháng 9 vừa qua. Và một cái thông tin là chúng ta thấy rằng rất là thú vị. Cũng mắc tiền ghê hơn, quá mắc tiền. Đâu phải là mắc tiền mà rất là mắc. Nó sợ một cái tay nắm cửa của cái toilet đó chưa chắc mình mà mua được. 23 triệu Mỹ Kim, rất là con số rất là cao, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, hệ thống sử dụng luồng không khí đưa chất thải ra khỏi cơ thể vào các ngăn chứa thích hợp và phần nhỏ được mang về trái đất, còn lại là được tái chế làm nước uống. Cơ quan hàng không và vũ trụ ghi tắt là NASA, và chúng ta thấy rằng đây là một cái cơ quan hàng không rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ chúng ta. Và chúng ta rất là hãnh diện vì chúng ta sống trong một đất nước rất là văn minh và có một cái cơ quan hàng không vũ trụ nổi tiếng nhất trên thế giới. Và hôm ngày 29 tháng 9 vừa qua thì cơ quan NASA đã quyết định phóng một cái hệ thống toilet mang tên là Universal Wake lên trên cái hệ thống lên trên vũ trụ. Và cái hệ thống này ghi tắt là UWMS. Hệ thống này là trị giá là 23 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Và nếu mà tính sang cái con số tiền Việt Nam là lên đến con số là 533 tỷ đồng. Quá nhiều tiền. Quá nhiều tiền, 533 tỷ đồng mà một con người... Một cái toilet thôi. Một cái toilet thôi. Và thật sự nếu như mà chúng ta nói rằng nếu một cái toilet mà có giá trị như vậy thì nó quá xứng đáng đi. Tại vì khi mà chúng ta lên trên đó với cái điều kiện là có nghĩa là không có oxy nè. Rồi nó tất cả mọi thứ, mọi cái đều bay lơ lửng hết. Thì chị nghĩ con người người ta vệ sinh và tiêu tiểu như thế nào ở trên đó rất là khó. Và cộng với là cái sức khỏe của những nhà phi hành gia vũ trụ, người ta phải cần có một cái sức khỏe thật là tốt, rất là quan trọng. Và nếu như cái vấn đề mà thải những cái chất thải trong cơ thể ra mà không có được để ý tới, không có được quan tâm tới để mà người ta làm những cái toilet như thế này, thì làm sao mà người ta đủ sức khỏe để người ta trụ ở trên đó để làm những cái công việc năm lần. Rất là lâu. Và thưa quý vị, cái hệ thống toilet này chúng ta thấy rằng nó quá là tân tiến đi. Và Lê Thái gửi trên màn ảnh là quý vị cũng thấy là cái toilet này nó trị giá là 23 triệu Mỹ Kim, là một con số rất là lớn, và nó được làm từ vật liệu là titanium. Và hệ thống UWMS này là có công nghệ được đánh giá vượt trội so với cái hệ thống hiện tại. Và nó có kích thước nhỏ hơn là 65% và nhẹ hơn 40% so với các toilet hiện tại trên trạm ISS. Và những chi tiết này là vô cùng quan trọng bởi vì là nó là đặc thù của trạm vũ trụ không gian mà chị Huyền biết không. Và việc mà cải thiện cái thành phần của hệ thống nước trạm vũ trụ giúp cho có quá trình tái chế nước thải hiệu quả. Và các phi hành gia có thể là uống nước này sau khi lọc và xử lý. Tại sao mà chị đứng hình như vậy? Không ngờ đúng không thưa quý vị? Không ngờ. Không ngờ luôn. Tại vì khi mà Lê Thái đọc thông tin này, cái điều thú vị là cái hệ thống này nó nhận xử lý những cái chất thải dạng lỏng
và nó biến đổi lại tất cả mọi cái, hết 90% là nó trở thành là cái nó tái chế lại thành cái nước uống dành cho tất cả các nhà phi hành vũ trụ. Wow. Và còn lại chỉ có vài phần trăm thôi là nó thải ra ngoài tự nhiên. Nó mà thải ra bằng cái nào thì Lê Thái cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Nhà khoa học Jessica Mer nói rằng là chúng tôi tái chế là khoảng 90% tất cả các chất lỏng dạng nước trên trạm vũ trụ, bao gồm cả nước tiểu và mồ hôi của phi hành gia. Và những gì chúng tôi cố gắng làm trên trạm vũ trụ là làm theo các yếu tố trong chu trình nước tự nhiên của trái đất để lấy nước từ không khí. Và trên trạm vũ trụ giúp chúng ta giảm cái nhu cầu phóng thiết bị đưa lên nước bổ sung từ trái đất và thường phục vụ cho những sứ mệnh dài hạn. Và mục tiêu của NASA là đạt tỷ lệ tái chế là 98% trước khi những sứ mệnh đầu tiên của con người về phương tiện vận chuyển sao Hỏa được đề xuất. Và đây là chúng ta thấy rằng là một cái bước cải tiến rất là lớn ở era của NASA trong vấn đề mà làm lại một cái toilet mà nó hiện đại như vậy, nó dành cho những cái nhà du hành vũ trụ. Đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy là rất là vui, cũng như là đây là một cái bước tiến đột phá trong cái vấn đề mà thiết kế mà của NASA, đúng không chị ha? Rất là cảm ơn Lê Thái rất là nhiều cho cái tin hữu ích này. Tại vì những cái câu hỏi này là mình luôn đặt câu hỏi để đi lên tới vũ trụ rồi, trên đó không có nước uống, không có đi ra ngoài được, hoặc là chỉ ở trong một cái spaceship vậy thôi, thì làm sao mà để như shower đi tiểu rồi nước mồ hôi rồi thức uống rồi ở đó quá lâu thì cái thức ăn nó sẽ recycle lại nữa thì lấy ở đâu ra đó. Tin này rất là hữu ích, thưa quý vị. Lê Thái đã trả lời những câu hỏi thắc mắc cho Như Huyền và cũng như quý vị. Đây là một tin rất hay, và Lê Thái và Như Huyền cũng sẽ tiếp tục đưa đến những thông tin rất là thú vị trong chương trình Cà Phê Sáng của cuối tuần của Đài Liên Đoàn Sài Gòn TV trong những chương trình sắp tới. Và Lê Thái, Như Huyền, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi, và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần sau. Xin chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ, bình an bên cạnh gia đình và những người thân yêu. Chúc Lê Thái và quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.